Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Như chúng ta đã biết, sau chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài việc thắt chặt thêm tinh thần hữu nghị cùng sự hợp tác song phương của hai quốc gia, ông Tập còn công bố một tiến trình hòa bình 12 điểm cho Ukraine mà những người Nga cũng có vẻ ủng hộ. Chưa nói tới việc Trung Quốc có lợi ích gì trong kế hoạch hòa bình này hay không, nhưng rõ ràng nó là một giải pháp thật sự mang tính xây dựng. Trái ngược với điều đó, thì một phương Tây tập thể lại cho rằng tiến trình đàm phán này chẳng mang lại lợi ích gì cho Ukraine. Hòa bình của Ukraine sẽ do chính những người dân Ukraine quyết định và chúng tôi, những người Mỹ sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho nền hòa bình tại Ukraine. Mới đây, trên Reuters vào ngày 31 tháng 3, đã công bố một gói hỗ trợ mới cho Ukraine bao gồm đạn và tên lửa chống tăng lên tới 2,6 tỷ đô la mà phía Mỹ chuẩn bị cung cấp cho chế độ Kiev. Chi tiết của gói viện trợ quân sự mới này sẽ bao gồm radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe chở nhân liệu cho cuộc chiến của Ukraine để chống lại những người Nga, dự kiến sẽ được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố chính thức vào thứ hai tuần sau. Khoản viện trợ này sẽ bao gồm 2,1 tỷ đô la đến từ Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Nó sẽ cho phép chính quyền của Tổng thống Biden mua vũ khí từ các ngành công nghiệp bên ngoài, thay vì phải lấy từ các kho vũ khí của chính phủ Mỹ. 500 triệu đô la còn lại chủ yếu sẽ bao gồm đạn dược để giúp cho chế độ Kiev có thể đẩy mạnh được một cuộc tấn công mùa xuân. Mà họ luôn nói rằng đây sẽ là một cuộc tấn công mà quân đội Ukraine giành lại những phần lãnh thổ đã mất. Vậy đấy, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine sắp được thông cáo vào thứ hai tuần sau. Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Biden nó đơn giản hơn rất nhiều so với kế hoạch hòa bình 12 điểm của ông Tập. Đó là chúng tôi sẽ viện trợ tất cả những vũ khí mà Ukraine cần cho một cuộc chiến để chống lại những người Nga. Cho tới khi nào mà bọn họ không còn người để chiến đấu nữa thì tự khắc lúc đó sẽ hòa bình thôi. Cần gì cứ phải phức tạp hóa vấn đề này nọ, lên tới tận 12 điểm giống như chủ tịch tập công bố với cả thế giới. Ở một động thái bố hát con nhảy múa khen hay, sau khi Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, người đứng đầu ngoại giao của Liên minh châu là Joseph Biden cũng ngay lập tức phát biểu trên truyền thông. Ông ấy nói rằng Trung Quốc cần phân biệt giữa kẻ gây hấn và nạn nhân của sự gây hấn. Trung Quốc không thể là trung gian hòa giải trong cuộc chiến ở Ukraine vì quốc gia này nghiêng quá nhiều về phía quân xâm lược Nga. Trung Quốc chỉ thích hợp đóng vai trò đứng một bên hỗ trợ trong các thỏa thuận hòa bình tương lai với Moscow. Theo quan điểm của Bolton, thì kế hoạch của hòa bình duy nhất chỉ có thể là kế hoạch do tổng thống online Volodymyr Zelensky trình bày vào tháng 11 năm ngoái. Nó sẽ yêu cầu quân đội nga rút quân và khôi phục nguyên trạng lãnh thổ Ukraine trước khi nga xác nhập Crimea vào năm 2014. Vậy đấy, kế hoạch của hòa bình của châu nó cũng giống như những người Mỹ vô cùng đơn giản, đó là chẳng có kế hoạch nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vũ khí và khí tài cần thiết cho quân đội Ukraine cho tới bao giờ bọn họ lấy lại được những phần lãnh thổ đã mất. Còn không thể lấy lại được thì cứ chiến đấu tiếp cho tới bao giờ hết quân thì tự khắc sẽ hòa bình thôi. Được biết rằng những phần lãnh thổ của Ukraine xác nhập vào Nga đã được tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý và chính những công dân tại nơi đây yêu cầu điều đó, nhưng một phương Tây tập thể thì lại không công nhận. Họ nói rằng đây là một hành vi phi dân chủ. Nhưng mà vào năm 1991, một cuộc trưng cầu dân ý tương tự cũng đã xảy ra ở Nam Từ do một phương Tây tập thể hộ thuẫn và kết quả các bạn đều biết quốc gia này bị chia 5 xe 7 cho tới ngày hôm nay nhìn từ góc độ này chúng ta có thể thấy được giá trị của tự do dân chủ nhân quyền hay hòa bình độc lập nó sẽ không phải quyết định bởi mỗi quốc gia hay pháp luật mà nó được quyết định từ cái miệng của phương tây nói đơn giản là miệng họ nói đúng thì tất cả đều phải công nhận là đúng còn họ nói rằng ai đó đã sai thì cả thế giới cũng phải nghe theo mà công nhận là sai đây chính là sự bá quyền trong một thế giới đơn cực nhưng cũng chính vì sự bá quyền này mà thế giới bây giờ đang trở thành một thế giới đa cực chia năm xe bảy như tình trạng hiện nay nếu nói những người Mỹ có đầy đủ yếu tố cũng như động lực để chiến đấu phá thế đa cực mà Nga và Trung Quốc tạo ra thì một châu tập thể vẫn còn loay hoay chưa biết vị trí của mình ở đâu trong một thế giới mà họ không phải những người chơi cờ chỉ là một quân cờ trong bàn cờ địa chính trị cấm nguồn năng lượng giá rẻ từ những người nga viện trợ vũ khí vô tội vạ cho ukraine các công dân của châu giờ đây đình công và biểu tình vì lý do lạm phát còn chưa đủ hay sao mà giới tinh hoa của eu theo lời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói, đang xây dựng một kế hoạch để triển khai quân đội của châu Âu tới Ukraine nhằm mục đích giữ gìn hòa bình. Đây là cái kế hoạch quái đản gì vậy? Cử quân đội tới một khu vực đang xảy ra chiến sự nóng bỏng nhất. Chẳng lẽ họ tới đây và hô to rõ ràng với những người Nga rằng chúng tôi là quân đội của châu Âu tới đây để giữ gìn hòa bình cho Ukraine. Sau đó phía quân đội Nga sẽ sợ hãi mà bỏ vũ khí chiến đấu. Không, tôi nghĩ rằng thay vì bỏ vũ khí, những người Nga sẽ sử dụng tên lửa đất đối không hoặc không đối không để nã thẳng vào phía lục địa già châu Âu. Đội quân này không mang hòa bình cho Ukraine mà đội quân này sẽ mang tới địa ngục cho toàn thể thế giới. Đây chính là điều một Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bật mí với truyền thông quốc gia ông. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh đang gây ra lo lắng và nguy hiểm cho những công dân của Hungary. An ninh của tất cả chúng ta đang thật sự gặp nguy hiểm bởi vì các nhà lãnh đạo của châu Âu đang tiến gần đến việc xem xét rằng liệu EU có nên gửi quân giữ gìn hòa bình tới Ukraine hay không. Khi mà các nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu luôn miệng nói rằng chúng ta cần tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, chỉ có như vậy mới không khiến chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Đây là những lời nói phóng đại tới mức hoang đường nơi mà tôi đang làm việc nơi mà tôi đang chứng kiến các giới tinh hoa của châu đang đưa ra những giải pháp mới cho Ukraine. Nó thật sự là một mối nguy hiểm cho thế giới trong tương lai. Vâng, được biết rằng Hungary là một trong số ít những quốc gia ở Liên minh châu từ chối cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống online Zelensky nhiều lần đe dọa quốc gia ông về vấn đề này. Trước động thái muốn gửi lực lượng giữ gìn hòa bình cho Ukraine từ phía Liên minh châu, thì Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga là Dmitry Medvedev đã đưa ra một thông điệp giận người như sau. Chúng tôi sẽ coi những con sói đội lốt cừu này như là những chiến binh và cách duy nhất để trở về là trong những chiếc túi đựng xác. Họ liên tục cung cấp cho chế độ Kiev vũ khí, xe tăng và các thiết bị quân sự khác nhau và giờ đây họ lại dám nói về một lực lượng để giữ gìn hòa bình tại Ukraine. Ý định thật sự của họ rất rõ ràng, lực lượng được mang cái tên gọi giữ gìn hòa bình trong ngọc kép của EU sẽ vào Ukraine với súng máy và xe tăng trong một số mũ bảo hiểm màu xanh có ngôi sao màu vàng cái mà được gọi là lực lượng giữ gìn hòa bình của NATO sẽ tham gia vào cuộc xung đột với tư cách là đồng minh của Ukraine. Rõ ràng, những người kiến tạo hòa bình như vậy là kẻ thù trực tiếp của chúng ta. Những con sói đội lốt kiểu, họ sẽ là những mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga nếu bọn họ dám vào tiền tuyến Ukraine mà không có sự đồng ý của Nga. Họ cầm vũ khí trong tay và nói chuyện hòa bình với chúng tôi. Những người này, họ là những chiến binh, họ là đồng minh của kẻ thù. Vì vậy, kết cục của những người kiến tạo hòa bình này sẽ giống với kết cục như những gì đang xảy ra ở Ukraine. Vâng, giờ các bạn đã thấy những giải pháp hòa bình của một phương Tây tập thể ra sao? Những người Mỹ muốn giữ gìn hòa bình cho Ukraine bằng cách công bố một gói viện trợ vũ khí mới có giá trị lên tới 2,6 tỷ đô la. Trong khi Liên minh châu vì hết vũ khí viện trợ, giờ đây họ đề xuất tạo thành một liên minh quân sự với mục đích giữ gìn hòa bình cho nơi đây. Đúng là những người thành công thì thường có lối đi riêng. Hòa bình ở Ukraine đơn giản với một phương Tây tập thể là không còn ai sống sót. Những người Mỹ làm điều này thì tôi có thể hiểu. Nhưng một châu tập thể thì lấy cái gì để mà ban phát hòa bình cho quân đội Nga? Liên minh châu còn đang muốn ban phát dân chủ cho những người Trung Quốc. Chắc các bạn cũng còn nhớ trong một số video trước tôi đã nói rằng, Chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu là Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt về máy bay vào tháng 4 để tới Bắc Kinh gặp ông Tập. Lúc đầu thì tôi tưởng rằng bọn họ đến đây để xin sỏ những người Trung Quốc, không chơi với những người Nga nữa mà quay ra chơi với bọn họ. Nhưng có vẻ như những lời xin sỏ này nó lạ lắm. Dường như họ đang học cách mà những người Mỹ đang áp dụng với Việt Nam chúng ta, đó là sử dụng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt trong truyền thuyết ngay trước khi có chuyến bay sang Bắc Kinh thì chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu là Ursula von der Leyen dường như có một bài phát biểu mang hàm nghĩa trên đe dưới búa với những người Trung Quốc trước chuyến công du của bà. Bà ấy nói rằng các mối quan hệ của chúng ta đã trở nên xa cách và khó khăn hơn trong vài năm qua. Tôi tin rằng việc tách khỏi Trung Quốc là không khả thi vì lợi ích của châu. Tuy nhiên, trước các vấn đề về Đài Loan, hay bao gồm việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và việc tranh chấp các hạn chế thương mại trong WTO giữa EU và Trung Quốc đã cho thấy quốc gia này đang trở nên đàn áp hơn ở trong nước và quyết đoán hơn ở nước ngoài. Chúng ta phải thẳng thắn về điểm này. Cách Trung Quốc tiếp tục tương tác với cuộc chiến của Putin sẽ là một yếu tố quyết định trong quan hệ giữa Liên minh châu và Trung Quốc trong tương lai. Chúng ta phải cùng nhau chứng minh rằng hệ thống dân chủ, các giá trị của chúng ta, nền kinh tế mở của chúng ta có thể mang lại sự thịnh vượng và an ninh cho người dân. Đồng thời, chúng ta phải luôn sẵn sàng nói chuyện và làm việc với những người có cách nhìn khác về thế giới vâng đây rõ ràng là hành động đánh gậy dằn mặt trước chuyến thăm trung quốc của chủ tịch liên minh châu nó giống những người mỹ đến lạ luôn nói về tự do dân chủ và nhân quyền nói thật là trước đây tôi tin sái cổ những lời mà một phương tây tập thể nói về các vấn đề vi phạm nhân quyền ở trung quốc nhưng giờ đây tôi chẳng tin những lời họ nói nữa vì rõ ràng nó quá giống như cách mà họ đang áp đặt tự do dân chủ và nhân quyền với cả chúng ta nhưng dằn mặt trước chuyến đi thăm với trung quốc như thế này thì sai quá sai rồi vị thế của trung quốc bây giờ khác hẳn với cả liên minh châu những người mỹ làm điều này thì còn có thể chấp nhận được vì ít ra họ còn trên cờ. Nhưng với một châu tập thể, nếu họ làm điều này, cái giá mà họ phải trả trong tương lai với những người Trung Quốc chắc chắn sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với cả những người Nga. Bởi vì xét cho cùng những người Nga vẫn coi mình là một phần của châu Âu, vì thế tôi thấy họ đối xử với châu lục này vẫn chưa cạn tàu rào mắng. Nhưng với những người Trung Quốc thì không phải vậy, họ thuộc về châu Á, họ mang lòng tự tôn dân tộc, thật sự cũng giống hệt như chúng ta. Nên nhớ rằng cho tới ngày nay trong sách báo thậm chí là truyền thông ở Trung Quốc, họ vẫn luôn nói về mối nhục trăm năm của đất nước. Đó là một thời kỳ lịch sử vô cùng đen tối của Trung Hoa khi mà các cường quốc ở châu, Hoa Kỳ và đế quốc Nhật Bản can thiệp và xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc từ năm 1839 tới năm 1949. Vậy các bạn có nghĩ rằng tương lai nếu Trung Quốc đủ mạnh, họ sẽ tha thứ cho Mỹ và châu? Theo góc nhìn của tôi, Mỹ thì chưa chắc, nhưng châu thì chắc chắn toàn. Nhất là với những hành động càng ngày càng không biết mình là ai, biết vị trí của mình ở đâu trong việc đối thoại với Trung Quốc như thế này. Trước bài phát biểu của Chủ tịch Von der Leyen, phía Trung Quốc có một động thái khá lạ. Họ không cử các lãnh đạo cao cấp nhất ở trong nước để đáp trả vấn đề này, mà họ cử phó thông, trưởng đại sứ quán của Trung Quốc tại Liên minh châu đứng lên phát biểu. Đây rõ ràng là một hành động coi thường trắng trợn, bởi vì ít nhất bà ấy là chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu, thì Trung Quốc cũng nên cử ít nhất là thủ tướng hay một người có chức vụ tương đương. Nhưng họ chỉ cử phó thông, đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu đứng ra trả lời rằng: "Chúng tôi vô cùng thất vọng Bài phát biểu đó chứa đựng nhiều thông tin xuyên tạc và diễn giải sai về các chính sách và quan điểm của Trung Quốc. Tôi chỉ muốn nói rằng bất cứ ai đang viết bài phát biểu này cho Chủ tịch Von der Leyen đều không thực sự hiểu về Trung Quốc hoặc cố tình bóp méo quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề nội bộ của chúng tôi và trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng trong chuyến thăm Trung Quốc và trong những cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bà ấy có thể hiểu về quốc gia chúng tôi hơn. Tôi nghĩ rằng châu trong tương lai xong rồi. Nếu quân đội của Ukraine không thể giành chiến thắng trước những người Nga, thì cái châu lục này tương lai sẽ bị Trung Quốc hành cho tới bến. Người ta có thể gọi là Nga ngố Nhưng chưa ai dám gọi những người Trung Quốc là ngố bao giờ đâu Khôn như người Việt Nam chúng tôi mà hàng nghìn năm qua vẫn phải đề phòng anh bạn hàng xóm Lúc nào cũng mỉm cười trong sự thân thiện Nhưng trong lòng thì chẳng biết họ nghĩ gì đâu Tại sao tôi dám khẳng định là tương lai châu Âu sẽ bị những người Trung Quốc hành cho tới bến Chúng ta sẽ xem một số dữ liệu này Chẳng phải trong chuyến công du vào tháng 4 tới Trung Quốc có cả tổng thống của Pháp là Emmanuel Macron hay sao? Đất nước của ông ấy thì đang trong tình trạng bạo loạn, khói lửa ngập trời bởi vì tăng tuổi nghỉ hưu. Tại sao ông ấy phải đến Bắc Kinh vào lúc này đây? Bên ngoài thì vẫn thể hiện cho thiên hạ là chúng tôi muốn tới đây để ban phát dân chủ, nhưng trong thực tế là Pháp và Trung Quốc đang thực hiện thanh toán mua khí đốt bằng đồng nhân dân tệ. Vâng, những người Pháp cùng liên minh châu bài nguồn khí đốt giá rẻ của những người Nga, và giờ đây, họ phải ký một hợp đồng với tập đoàn dầu khí Hải Dương của Trung Quốc để mua nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG bù vào số lượng thiếu hụt đó, nhưng không phải thanh toán bằng euro hay đô la, mà phải thanh toán bằng nhân dân tệ theo yêu cầu của những người Trung Quốc. Những người Pháp đã đồng ý với hợp đồng này. Điều đó cũng đồng nghĩa là những người Pháp đã hết cửa trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế của những người Nga. Hành động này chẳng phải chính tay Pháp đang hủy diệt đồng Euro của chính liên minh họ hay sao? Nên nhớ rằng không chỉ có Pháp, mà ngay cả Đức cũng là một trong những quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều, không chỉ về năng lượng mà còn cả là các nguồn nguyên liệu thô khác. Trong khi Trung Quốc lại là thị trường bán sản phẩm hàng đầu của Đức, tương lai quốc gia này cũng sẽ phải thanh toán mọi chi phí bằng đồng nhân dân tệ thôi. Hãy nhìn nước Đức kìa. Theo như thống kê của chính phủ cho biết, do cuộc khủng hoảng năng lượng, tính tới thời điểm này nợ công của Đức đã tăng cao nhất trong mọi thời đại. Nợ công của Đức ghi nhận kỷ lục mới 2,37 nghìn tỷ euro, tương đương với 2,6 nghìn tỷ đô la tính tới cuối năm 2022. Nguyên nhân khiến lạm phát tăng vọt là do cuộc chiến của Nga tại Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng đang hoành hành. Nó đẩy nền kinh tế lớn nhất EU bị giảm tốc độ và sói mòn hoạt động do các ngành công nghiệp và người tiêu dùng càng ngày càng giảm sản lượng và chi tiêu. Vâng, nhìn Liên minh châu thì có vẻ hùng mạnh thật đấy, nhưng cái liên minh này nó chỉ phụ thuộc vào một số ít quốc gia, điển hình là Pháp và Đức có biến động chúng ta mới thấy cái liên minh ngày u này nó mong manh như thế nào. Trung quốc thì đang hưởng lợi từ nguồn năng lượng giá rẻ của những người nga. trong khi đó thì một châu tập thể đang từ bỏ nga để ngày càng phụ thuộc hơn vào trung quốc. và từ tất cả các dữ liệu mối thù trăm năm của những người trung quốc có lẽ sẽ được họ chuẩn bị trả đầy đủ trong ngày mai. còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. còn bây giờ thì bye bye